Bệnh nhân nữ 62 tuổi đến khám vì đau nhức khớp gối phải. Sau khi thực hiện các xét nghiệm liên quan đến xương khớp, thì bệnh nhân đã nộp sổ khám bệnh, ngồi chờ phía ngoài đến lượt vào gặp bác sĩ. Dạ, xin mời bệnh nhân Thảo Như, sinh năm 1959, vào phòng khám ạ. Sau khi được gọi tên, bệnh nhân đã đi vào phòng khám. Dạ, chào chị. Mời chị ngồi. Dạ, chào bác sĩ. Chị có thể cho tôi nghe những triệu chứng gần đây chị hay gặp và trên khớp gối của chị được không? Dạ, cái đầu gối bên phải của tôi bác sĩ, mấy hôm nay tôi đi lên đi xuống cầu thang hay chung cư gì á, hay là cứ mà mấy tháng cuối năm này trời mà trở lạnh lạnh cái là đau lắm bác sĩ ơi. Chị bị đau như vậy bao lâu rồi? Đau từ lúc nào á thì cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà có những lúc mà đau quá xong rồi tôi ra tôi mua hộp salon bát tôi dán vào á thì hết, cho nên là cũng thôi. Nhưng mà gần một tháng nay á thì tôi đau quá tôi chịu không nổi nữa cho nên tôi mới đi khám. Khi bước đi á, chị có cảm thấy khớp gối của mình nó có như phát ra tiếng là lào xạo hay không? Có bác sĩ, cứ như là xương nó đụng vô nhau vậy đó, xong rồi nghe rắc 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 theo từng bước vậy. Dạ rồi, theo hình chụp X quang ở đây cũng như các triệu chứng nãy giờ chị kể, tôi chẩn đoán chị bị thoái hóa khớp gối. Nó là sao vậy bác sĩ? Bệnh này thì thường sẽ hay gặp ở các bệnh nhân ngoài 60 tuổi, đặc biệt là thường gặp ở nữ giới hơn là nam giới, với các triệu chứng tương tự nãy giờ chị kể. Thì bây giờ tôi sẽ kê cho chị một toa thuốc, chị hãy về uống thuốc theo toa và hẹn chị tái khám nhé. Dạ bác sĩ, này là giờ tôi cầm thẳng xuống nhà thuốc bệnh viện luôn phải không ạ? Đúng rồi chị, xuống dưới sẽ có dược sĩ phát thuốc cho chị. Chào chị. Dạ cảm ơn, tạm biệt bác sĩ nha. Sau khi nhận được đơn thuốc của bác sĩ, bệnh nhân Như đã xuống nhà thuốc của bệnh viện để chờ nhận thuốc, mang theo trong mình một vài điều thắc mắc nhưng lúc nãy chưa kịp hỏi bác sĩ. Dạ, mời cô Thảo Như sinh năm 1959 đến ngoài nhận thuốc ạ. Dạ, tôi đây ạ. Dạ, thuốc của cô đây. Cô nhìn vào đơn thuốc có thuốc nào cô không biết cách dùng hay là có thắc mắc gì không? Cô cứ hỏi rồi con giải thích cho cô nha. Con nói vậy thì cho cô hỏi vài điều. Khi nãy bác sĩ nói nhanh quá là cô không có nghe mà còn người khám phía sau nữa, cho nên là cô không có dám hỏi lại. Dạ, vậy rồi cô qua bàn tư vấn đi, rồi con giải đáp cho cô. Tôi thì bị đau dạ dày, không biết mấy cái thuốc này uống vào thì dạ dày của tôi có sao không? Chứ tôi sợ cảm giác mỗi lần đau dạ dày lắm. Dạ, cô từng bị đau dạ dày như thế nào vậy cô? Cô có nhớ cái chẩn đoán của bác sĩ trước kia không? Có, cô có ghi lại trong điện thoại. Đợi cô xíu nha. Bệnh gì mà đau dạ dày có HB âm tính đó con? Dạ, lúc nãy cô có nói với bác sĩ mình từng bị đau dạ dày phải không cô? Cô khám đau đầu gối mà nên cô đâu có nhắc làm gì. Chỉ khi mua thuốc cô mới chợt nhớ mấy cái lần uống thuốc khác vào thì có lúc là bị dạ dày bị đau lại cho nên là cô hỏi con thôi à. Dạ, cô từng bị đau dạ dày nên cái đơn thuốc này có thuốc cô không có dùng được. Nên để con hỏi lại bác sĩ, cô chờ con một chút nha. Sau khi nghe bệnh nhân nói về tiền sử bệnh có thể ảnh hưởng đến đơn thuốc đã kê, dược sĩ Nhật đã gọi điện lên phòng của bác sĩ Trường để trao đổi thêm ý kiến. Alo, tôi là bác sĩ Trường, khoa xương khớp xin nghe. Dạ, alo bác sĩ, em là dược sĩ Nhật của nhà thuốc. Bác sĩ có thời gian trao đổi không ạ? Em có vài điều cần nói với bác. Có gì không cô Nhật, tôi đang chờ bệnh nhân tiếp theo, 5 phút chắc được đó. Dạ, em hỏi về bệnh nhân Thảo Như, sinh năm 1959, lúc nãy bác mới khám rồi ạ. Chờ tôi một chút, để tôi mở lại thông tin xem sao. Cô là bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối, có vấn đề gì sao? Dạ, trong lúc anh khám, cô Như không có nói tiền sử đau dạ dày có HB âm tính, nên trong đơn thuốc anh có kê Dinofenac 75mg với Meron 16mg, nó ảnh hưởng đến dạ dày của bệnh nhân đó anh. Xin mời bệnh nhân tiếp theo ạ. Bây giờ bệnh nhân tiếp theo đã đến lượt nên giờ tôi nhờ cô tìm hiểu lại thông tin của bệnh nhân này giúp tôi. Cô có kiến nghị gì thay đổi cũng hãy cứ ghi vào khi xong cô gọi lại cho tôi. Cảm ơn trước nha.
Dạ, dạ rồi em sẽ tìm thêm thông tin. Thì em chào bác sĩ nha. Dạ. Sau khi được bác sĩ nhờ trợ giúp, dược sĩ Nhật đã quay lại bàn tư vấn và tìm hiểu thêm thông tin về bệnh nhân. Dạ cô ơi, do đơn thuốc lúc nãy bác sĩ Trường kê cho cô có vài thuốc cô dùng không có được cho cô bị đau dạ dày á, nên giờ con cần hỏi thêm cô vài điều nữa để bác sĩ kê lại cho cô một cái đơn khác nha cô. À, con cứ hỏi đi con. Dạ, cô biết mình bị đau dạ dày cách đây bao lâu rồi cô? Khoảng 1 năm trước đó con ơi. Dạ, cô uống bao lâu thì cô ngưng thuốc ạ? Cô uống thuốc nửa tháng, đi tái khám thì ngừng đó con. Từ lúc đó tới giờ cô có bị đau lại không? Gần đây cũng có đau lại. Rồi, cô hay cảm thấy đau như thế nào? Cô thử miêu tả con nghe với. Thì nó đau quặn dưới bụng là gì nè, xong rồi có lúc nó còn cứng cứng ở chỗ trên rốn, nó như giống như bị đầy hơi vậy á, mà khó chịu lắm, ăn uống gì không được, không có ngon gì trơn à. Dạ, rồi cô thường cảm thấy đau lúc nào cô? Thì mấy lúc mới vừa ăn xong mới là nghe đau, còn đói quá thì cũng đau, nhưng mà cô nghĩ là tại vì do đói quá cho nên là bụng cồn cào thôi. Dạ, cô có thói quen ăn cay hay là ăn chua không cô? Trước thì cũng có, mà từ khi đi khám biết bị đau dạ dày, bác sĩ dặn là hạn chế nên cô cũng ít ăn lại. Thường ngày thì cô ăn uống có đúng giờ không cô? Gần đây ăn uống không có ngon cho nên đó là có lúc cũng bỏ bữa, thì hay đói lúc nào ăn lúc đó, toàn ở nhà nên đâu có lo đói. Dạ, vậy sau khi cô đau á, cô có đi khám lại không ạ? Không con ơi, biết dạ dày mình không bình thường là phải đau mà, nên lần này thì chỉ đi khám chân thôi à. Dạ rồi, thì qua những câu trả lời của cô thì cô đang có dấu hiệu bị đau dạ dày trở lại á. Con khuyên cô nên đi khám lại nha, còn chút nữa thì con sẽ thêm cho cô thuốc điều trị đau dạ dày. Vậy cảm ơn con nha. Cô gì cô sẽ đi khám lại ha. Dạ, giờ cho con hỏi thêm vài thông tin liên quan đến đầu gối cô nha. Ngoài bị đau, cô còn cảm thấy cái cảm giác khác nữa chỗ khớp gối không cô? Cô hay bị cứng chỗ đầu gối á. Dạ, cô thường bị như vậy lúc nào ạ? Mấy lúc sáng mới ngủ dậy á. Cô miêu tả cho con cái nó cứng như thế nào được không ạ? Thì nó tê cứng gì nè, như là có kiến bò quanh đầu gối vậy á. Muốn co lại hay duỗi thẳng chân cũng khó nữa. Dạ, bị cứng như vậy thì bao lâu thì là cô đỡ ạ? Phải chờ khoảng chừng 30 phút quá trở lên đó thì mới từ từ hết được. Nào giờ cô có từng bị gì ảnh hưởng đến đầu gối không ạ? Lúc trẻ toàn đi bộ buông gánh nặng á, thì có lần bị bắp đầu gối bị đập trúng đá bên đường gần 2 tháng mới hết đau, nhưng mà thời đó thì không có đi bệnh viện. Dạ, vậy cô cho con biết chiều cao với cân nặng của cô với. Nãy cô mới thử ở ngoài cửa luôn nè, 1m50, nặng 65 kg với con. Dạ, cô chờ con một chút nha. Con mới tính BMI xong á, thì nó có một công thức tính là khi mà tính thì sẽ biết là cô có bị béo phì, suy dinh dưỡng hay là cân nặng của cô nó có bình thường không á. Thì với chiều cao này thì cân nặng đang có của cô á, nó ngồi thừa cân. Vậy nó có ảnh hưởng gì đến đầu gối của cô không con? Dạ, giới tính nữ sau 60 tuổi thừa cân từng bị chấn thương với lại công việc lúc trẻ, nó có thể là nguyên nhân dẫn đến thoái hóa khớp gối của cô. Giờ con sẽ gửi lại thông tin của cô cho bác sĩ và đợi bác sĩ quyết định. Cô ngồi chờ con một chút nha cô, thì bên con gửi máy tính qua nhanh lắm. Dược sĩ sau khi tìm hiểu thêm thông tin cần thiết về bệnh nhân, có một chút góp ý chỉnh sửa lời đơn thuốc, hoàn thành nó trên SOAP và đã gửi lại cho bác sĩ để xem xét. Dạ, bác sĩ đã đồng ý sự kiến nghị của con. Bây giờ đã có đơn thuốc mới. Ở đây có thuốc số 5, Omeprazole 20 mg là con thêm để điều trị dạ dày. Giờ con sẽ lấy lại đơn thuốc cho cô. À, cảm ơn con nha. Dạ, đây thuốc mới của cô. Mốt đi khám mặc dù không liên quan nhưng cô cũng nên kể bệnh từng có của mình nha cô. Cô biết rồi, lần này cảm ơn con nhiều nha. Chào con nha. Dạ, chào cô. Vậy cô nhớ uống thuốc đúng liều lượng và đến tái khám cho cô.
Thank you all for joining us. Everyone take care, stay safe, and have a great day.